Quý vị đã từng nghe thì tên của ngài Jean-Pierre Hangman bao giờ chưa? Nếu chưa biết thì để Hiệp chia sẻ và bật mí từ quý vị. Jean-Pierre Hangman đây là một nghệ nhân đồng hồ có thể nói bậc nhất về trình độ làm vỏ ngày hôm nay đương đại và ông vẫn đang còn sống. Nếu như ngài Jean-Pierre Hangman và Patek Philippe cùng nhau hợp tác và tạo ra một tác phẩm thì nó sẽ như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến tác phẩm của ngài Jean-Pierre Hangman và Patek Philippe. Một chiếc đồng hồ rất đặc biệt, có chức năng điểm chuông và lịch vạn niên. Đó chính là chiếc đang ở trên tay của Hiệp đây. Chiếc 3974P với lớp vỏ platinum. Cọc số breaké, cọc số Ả Rập. Đây là một chiếc đồng hồ rất hiếm có bởi có stamp, có dấu của ngài Jean-Pierre Hangman ở phía sau của chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt, mức giá của nó khoảng bao nhiêu, làm sao để mua được nó, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Chưa hết, cuối video chúng ta sẽ so sánh tiếng chuông của đồng hồ Patek Philippe trong lớp vỏ platinum và tiếng chuông của Patek Philippe nhưng trong lớp vỏ vàng hồng có điểm gì khác biệt. Hãy tìm hiểu trong video này, đừng bỏ qua các bạn nhé. Chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi là chiếc 3974 và chiếc đồng hồ này là một trong ba chiếc đồng hồ mắc giá nhất cũng như là tiêu điểm của cái sự kiện đấu giá của Philips ngày 24-25 tháng 11 tại Hồng Kông. Quý vị có biết vì sao chiếc đồng hồ này lại là một chiếc đồng hồ đặc biệt, mặc dù là nhìn nó rất là bình thường như này không ạ? Thứ nhất, nó là một chiếc đồng hồ có chức năng lịch vạn niên và có điểm chuông, được xếp vào nhóm Super Complication của nhà Patek Philippe, siêu phức tạp. Thứ hai, đây là một chiếc đồng hồ có độ hiếm rất cao, chỉ có khoảng 12 chiếc đồng hồ 3974 với lớp vỏ platinum được sản xuất. Và chiếc đồng hồ này lại còn đặc biệt hơn, đó là được làm lớp vỏ bởi huyền thoại Jean-Pierre Hangman. Ông vẫn còn sống, có thể nói ông là huyền thoại làm vỏ như là một trong những bậc thầy làm mặt số nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Sau đây thì chúng ta hãy cùng đánh giá chiếc đồng hồ này quý vị khán giả nhé. Thứ nhất, chiếc đồng hồ này có lớp vỏ bằng platinum và có đường kính là 36 mm. Chiếc đồng hồ được bán ra khoảng năm 2001 trước khi nó được dừng sản xuất. Đây là một trong số những chiếc đồng hồ rất 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 cuối cùng và được theo như chúng tôi được biết, được nhà đồ thạc Philips chia sẻ thì đây là một chiếc đồng hồ dành cho một khách hàng VIP của thương hiệu Patek Philippe. Chiếc đồng hồ thì sử dụng cái cỗ máy R27 cùng chức năng với chiếc đồng hồ 5013. Đó là chiếc đồng hồ với chức năng lịch vạn niên, điểm chuông. Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này đó là độ hiếm như tôi có chia sẻ. Chúng ta sẽ có khoảng 120 chiếc đồng hồ được sản xuất 3974 được sản xuất năm 1989 đến năm 2002. Trong đấy thì sẽ có khoảng 20 chiếc cho vàng hồng, vàng vàng và vàng trắng. Còn phiên bản Platinum thì chỉ có khoảng 12 chiếc và sau đây thì bên Philips họ có track được là khoảng 9 chiếc là đã có mặt ở trên thị trường. Trong đấy với cái phiên bản 3974P với mặt số màu trắng với cọc số là cọc số Breguet, hay gọi là cọc số Ả Rập ấy, thì mới chỉ có một chiếc duy nhất và đó chính là chiếc đang ở trên tay của tôi. Chiếc này là chiếc đồng hồ được bán ra một cuối năm 2001. Sau đây thì tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này để quý vị có thể thấy được cái size 36 nó rất là cổ điển. Có thể nói đây là một cái size elegant và thời xưa trước những năm 2000 thì người ta chuộng những cái size nó vừa phải, nhỏ hơn, có thể dễ dàng ẩn sâu dưới cổ tay áo. Đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng. Đây chính là chiếc 3974 Platinum đang ở trên cổ tay của tôi. Mặt số màu trắng rất là quyến rũ. Cọc số breaké. Dáng vỏ rất là classic, tay càng dài, hơi ôm. Và như tôi đã đề cập thì đây là một chiếc đồng hồ được nghệ nhân chế tác vỏ Jean-Pierre Hangman làm nên. Chúng ta sẽ thấy được phần chữ ký của ông. Đây, được đóng dấu ở đây. Đó. Và chiếc đồng hồ này thì còn có một cái case spec phụ. Thì cái case spec phụ đấy cũng có đóng dấu của ông. Sau này thì ngài Jean-Pierre Hangman không có làm việc với Patek nữa. Sau này thì lớp vỏ này được chuyển sang Atelier Réunis thì cũng bị mất lãng phí ở bởi vì chiếc đồng hồ này là có tận hai cái tên rất nổi tiếng trong ngành, đó chính là Patek Philippe và Jean-Pierre Hangman. Đó. Sau đây thì tôi sẽ thử tiếng chuông của chiếc đồng hồ này để quý vị có thể nghe. À, còn một điểm nữa rất thú vị trước khi kết thúc video, đó chính là tiếng chuông ở trên lớp vỏ platinum rất khác, nghe trong hơn rất nhiều.
so với lớp vỏ bằng vàng thông thường. Sau đây tôi sẽ thử hai tiếng chuông để quý vị có thể nghe và thấy được sự khác biệt. Đó, sau đây tôi sẽ thử tiếng chuông của chiếc đồng hồ mà trong lớp vỏ platinum ấy, thì nó sẽ không bị vàng, nó trong hơn và nó hấp dẫn hơn rất nhiều. Hiện tại ở đây tôi có một cái sample của 5013, là cũng là phiên bản điểm chuông của Patek, thì cái tiếng nó hơi bị vang, quý vị có thể nghe nhé. Đây, tôi sẽ thử quý vị. Trước tiên là chiếc 3974 platinum. Đó. Sau đây là chiếc 5013. Đó. Quý vị có thể nghe thấy chuông hai chiếc đồng hồ có những điểm rất là khác biệt. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ 3974P Platinum này, sự kết hợp giữa Patek Philippe và nghệ nhân làm vỏ huyền thoại Jean-Pierre Hangman? Hãy cùng comment ở phía dưới video và Gia Bảo sẽ cập nhật tới quý vị mức giá của chiếc đồng hồ này sau khi chiếc đồng hồ được rượt giá thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.